Rồi, tiếp đến là cái phần mic mọi người ha. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ để chúng ta sẽ reset cho nó cân bằng. Ở trong phần mic này á, thì nó sẽ có mic A và mic B này. Đấy, trường hợp mà chúng ta muốn chỉnh cho hai mic khác nhau á, thì chúng ta sẽ chuyển qua nhé mọi người. Còn trường hợp như chúng ta muốn link cả A và B, cả mấy cộng chúng ta cắm in á, nó như nhau thì chúng ta on nó lên. Ví dụ như bây giờ mình muốn chỉnh mic A đi, mình sẽ off. Thì ở bên mic B nó sẽ không có can thiệp. Mình thử kéo ở bên A xuống coi. Đây, bấm vào B. Đấy, nó vẫn đang nằm nguyên. Còn trường hợp mình muốn chỉnh một lúc cả A, in A và B luôn thì mình sẽ on nó lên. Ok, mình sẽ để on. Chúng chỉnh gia đình thông thường thì mình cũng hay để on, vì mình sẽ chỉnh hai mic như nhau. Karaoke phổ thông một người hát vui mà, đâu phải yêu cầu cao như các ca sĩ đâu. Đó. Rồi về vấn đề chỉnh micro á, thì mọi người mình sẽ tổng quan qua cho mọi người chúng ta biết cách chỉnh micro như thế nào. Tại vì chúng ta mong lung, chúng ta không biết là chỉnh như thế nào là ok, chỉnh như thế nào là hay, cắt như thế nào là đúng. Chỉnh micro thì mọi người nhớ cho mình như thế này nhá. Mọi người chỉ cần làm sao mà khi mà chúng ta lấy cái mic chúng ta cầm lên chúng ta nói một hoặc số 2 2 2 2, xong rồi chúng ta tắt mic, chúng ta thử nói ngoài, chúng ta nói không ra loa, chúng ta nói xem là cái phát âm của chúng ta phát âm ra giữa khi chúng ta đang nói mộc và khi chúng ta cho ra khuếch đại ra loa thì nó có lệch nhau nhiều hay không. Nếu như nó lệch nhau càng nhiều, nó lệch nhau quá nhiều á, thì là chúng ta cần phải setup hệ thống, chúng ta cần phải cân bằng, chúng ta cần phải setup lại, chúng ta cần phải kiểm tra hệ thống lại. Cái tiếng của mình đã đang như thế này mà chúng ta alo vào phát âm ra loa nghe khác hoàn toàn thì là không đúng mọi người nhé. Có nghĩa là miễn sao chúng ta set up làm sao mà cái giọng nói bình thường, cái giọng nói mộc của chúng ta bình thường so với khi chúng ta phát âm ra loa, hai thằng phải gần được như nhau, nó cần gần được giống nhau. Càng giống nhau từ nào thì hệ thống chúng ta nó càng chuẩn từ đó. Đó là nói về cái tiếng micro. Đôi khi mọi người chúng ta đâu có biết được rằng là như thế nào là hay đâu, như thế nào là vừa đâu, cho nên là mình mọi người cứ dựa vào cái cách đó để chúng ta nhận biết. Khi mình nói ở ngoài này cái tiếng của mình nó như vậy, mà khi chúng ta khi mà mình nói phát âm ra loa nghe âm thanh nó khác, nó không giống với cái giọng của mình, thì khi đó chúng ta cần phải xử lý equalizer, chúng ta cần cân bằng tần số, chúng ta cần phải là kiểm tra hệ thống, setup hệ thống cho nó chuẩn, cho nó đúng, thì khi đó thì nó mới hay được. Khi mà chúng ta làm được như vậy rồi á, thì giọng ai hát vào cũng hay hết mọi người ha. Chứ chúng ta đừng có quan tâm đến vấn đề là giọng của người này như vậy, rồi cần phải cắt như vậy, giọng của người kia như vậy để cần phải cắt như vậy. Rồi có những cái trường hợp rằng là một cái mic nam, một cái mic nữ, không phải là mọi người. Mọi người cứ làm sao là mọi người đối với karaoke gia đình phổ thông thì mọi người cứ làm sao là mọi người cứ làm cho cái tiếng chúng ta đang nói mộc khi chúng ta thu phát âm ra loa nó được gần giống như cái giọng chúng ta đang nói mộc thì là chuẩn, thì là đúng. Chúng ta cứ dựa vào cái đó để chúng ta setup. Chúng ta thử alo 2. Đấy, tắt mic, alo 2 để xem là giữa số 2 mình đang nói mộc và giữa số 2 mình đang nói khi phát âm khuếch đại ra loa, hai thằng này chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận xem là nó có giống nhau hay không. Càng giống nhau càng nhiều thì hệ thống của chúng ta càng đúng, hệ thống của chúng ta càng xịn. Còn mà nó bị tiếng nó không được trung thực, mình nói hình kiểu mà phát âm loa hình kiểu thì là chúng ta cần phải cân chỉnh khá nhiều đó mọi người nhá. Mình chú ý cho mình này, đối với giọng hát của con người á thì mình thông thường mình sẽ để từ 75 hertz đổ lên, phần 2 bát cô tơ đây mọi người nhá, mình để 275 hertz. Đó, đối với ca sĩ hát thì mình để cao hơn nữa chứ mình không để 25 hertz đâu, bởi vì là karaoke thì mấy bát đôi khi là muốn tiếng nó dày, alo cái nó lực, nghe âm thanh nó hầm hố. Từ thực chất là khi mà chúng ta ca mọi người, khi mà giọng hát giọng cao chúng ta giữa kể cả nam và nữ đi nữa thì cũng không bao giờ có thể xuống dưới là 60 hertz của mọi người á, không có xuống, nó không xuống quá là xuống dưới 70-60 đâu mọi người. Nên mà chúng ta ở phần tần số thấp á, mọi người đừng có để cho nó quá sâu. Đấy, mọi người đừng có để cho nó nằm tốt ở dưới 20 hertz hoặc là 30-40 hertz, nó là vô tác dụng mọi người nhá. Nó là hại thêm mọi người, nó sẽ làm cho âm thanh của chúng ta nó bị over, nó bị feedback, cái âm thanh của chúng ta nghe cảm giác nó bị đấy. Mà trong cái đó giọng hát của tôi, giọng hát của mọi người, của chúng ta làm gì mà có xuống tới 60 70 được.
nó sẽ nằm đâu đó từ 80 độ lên, 75, 75, 80 độ lên. Cho nên mọi người cứ cái cắt thoải mái cho mình từ 75 độ lên. Đấy. Đó, mình không để quá sâu. Nó chỉ là feedback làm cho tiêu tốn công suất của chúng ta, tiêu tốn công suất loa của chúng ta thôi, chứ không có tác dụng gì hết. Mà làm feedback làm cho âm thanh bị ù, bị hú này kia, khó chịu lắm mọi người ha. Nên mọi người cắt lên. Đối với cao xịn cắt cao hơn nữa. Ở phần low pass filter ấy, thì chúng ta cũng cắt nó xuống, cắt nó từ 10 ký đổ lại, đừng có để nó nằm tút trên quá 10 ký, làm gì mà tiếng xì mà lên tới mà mức đó được. Đó, cắt xuống mình để tầm 9 ký rưỡi thôi. Đây, tương đương với là 9500 đây mọi người ha. Rồi còn về phần equalizer á, thì mọi người dựa vào cái clip trước mình nó có hướng dẫn cho mọi người đó, bass, mid và chép, để chúng ta dựa vào đó để chúng ta cân, chúng ta cảm giác những tiếng mic của chúng ta nghe nó bị chói đó, thì chúng ta sẽ xử lý ở tần số chép. Đấy, bị xì, tiếng xì quá nhiều đó, thì chúng ta sẽ xử lý ở tần số chép mọi người ha, từ 6 ký đổ lên đó mọi người. Đấy, kéo bớt nó xuống một xíu, đừng để nó xì quá. Đấy, trường hợp chúng ta nghe cảm giác như âm thanh của chúng ta nó bị hơi chói xíu ở giải beat 2 ấy, thì mọi người xử lý cho mình ở giải beat 2, octa mình sẽ bóp nhỏ lại cho tiếng xì nó giảm bớt xuống một xíu. Xì quá nó cũng tạo độ hú này kia thôi, chứ không cần quá nhiều đâu. Và tiếp đến là cái phần giải mid 2 mọi người ha. Mọi người để cho mình ở giải từ là 2 ký lên tới là 5 ký đây. Chúng ta tự cắt ở nhà chúng ta không có thể là quen được như kỹ thuật được, cho nên là chúng ta sẽ để rộng một xíu, phần octa chúng ta để rộng một xíu, để 2 thôi. Đấy, còn như mà mấy bạn kỹ thuật thì họ rất là tinh và họ biết được là chi tiết của một tần số một, cho nên phần octa họ sẽ bóp nhỏ lại, bóp rất là nhỏ. Đấy, ví dụ như mình thông thường mình cắt thì mình sẽ bóp rất là nhỏ, mình để là 8 octa luôn. Đấy, mình sẽ kéo từng cái một nhỏ như thế này này. Đấy, còn như gia đình chúng ta dùng á, thì mấy bạn chúng ta mới học nghề á, chúng ta chưa quen á, chúng ta sẽ kéo một cụm nó xuống này, thì octa để rộng một xíu. Đấy, dựa ở khoảng từ 2 ký đến 5 ký đây thì mọi người kéo nó xuống, cảm giác như âm thanh cái dạng mid 2 của chúng ta nghe nó bị chói, nó bị quá rát đi, nó bị quá chói thì chúng ta kéo nó xuống. Đấy. Đấy, thì cái tiếng mic của chúng ta kia tự nhiên nó sẽ cảm giác tiếng mic của chúng ta nó ấm. Đấy, nó mượt, nó không có bị chói, không nó giảm đi cái độ hú mà nó thật cái giọng của chúng ta nữa. Ở đây cái này chúng ta dựa vào từng hệ thống âm thanh, có những cái bộ này là để phạm cụ hay rồi, nhưng có những bộ chúng ta để phạm thì nghe rất là chó, nghe rất là khó chịu, chúng ta phải xử lý nha mọi người nhé. Rồi tiếp đến phần bass. Phần bass, ví dụ như kia mà chúng ta nghe cái tiếng bass nó ù mọi người, nó bị quá ù mọi người, chúng ta cắt nó xuống ở đâu đó là từ đây, phần low bass này mọi người ha, ta cắt xuống. Phần bass này mọi người ha, cắt xuống nhé. Đó, đâu đó khoảng từ 80 đến 100 hẹp đây này, mọi người kéo nó xuống, ông ta chúng ta bóp nhỏ lại để cho nó giảm bớt đi cái độ ù. Nếu chúng ta nghe cảm giác mic nó bị ù, nó bị tiếng bass quá nhiều thì chúng ta phần này chúng ta đưa nó xuống. Nếu như chúng ta không quen lắm thì chúng ta sẽ ông ta để rộng nó xuống, để ba đi, chúng ta kéo một cái chuột này xuống này như thế này này, đó nó sẽ xuống đều như thế này, đó nó sẽ giảm đi cái độ ù. Mọi người chú ý cho mình là cái khi mà cảm giác chúng ta nghe ở phần hai bát của tôi chúng ta làm đúng rồi, chúng ta để 75 hẹp rồi đó, mà chúng ta nghe cảm giác nó bị ù nữa thì chúng ta ở cái khoảng cách từ 90 đến 100 đây mọi người nhé, mọi người kéo nó bớt xuống cho mình nhé. Đó, đừng cho để nó quá nhiều nó bị ù, tiếng mic nó bị phùng rất là khó chịu. Đó, nó nghe mà bị ù chứng tỏ cảm giác như là thì như vậy là hệ thống của âm thanh chúng ta nó đang bị quá cao, nó đang bị dư á, tần số nó đang bị dư á, thì chúng ta phải kéo xuống. Đấy, tiếp đến là phần hai bát cũng vậy. Đấy, chúng ta nghe mà chúng ta thử kéo lên, chúng ta thử alo kéo thử lên xem là cái hai bát đây 44, chúng ta thử alo, chúng ta alo số 4 mọi người ha, chúng ta kéo thử lên là cái phần hai bát này mọi người, chúng ta nghe cảm giác như nó như thế nào, chúng ta phải nhận biết được rằng là âm nào nó nằm ở tần số nào nữa chúng ta mới cắt, thì khi đó chúng ta mới cắt được. Đó, người cắt nó xuống. Đó. Rồi tiếp đến là ở phần dạy mid. Đó. Chúng ta kéo bớt xuống, ở dạy 1 ký đây này. Chúng ta cảm giác cái âm thanh nó không có chiều sâu, nghe nó bị ong tiếng á. Là nó nằm ở khoảng tầm từ
700 hẹp cho lên tới là tầm 1,5 kg cho mọi người hẹp. Thì mọi người cắt khoảng khoảng cho mình nhỏ khoảng tầm 1 kg đi. Đấy, nó kéo bớt nó xuống. Ốc ta nó bóp nhỏ lại. Đấy, bóp nhỏ lại một xíu. Đó, như vậy sau chúng ta thử coi. Còn đối với mình làm thì mình sẽ không có phần ốc ta, mình sẽ không để rộng như vậy đâu. Rồi mình sẽ cắt chi tiết hơn. Mình sẽ bóp nhỏ lại, bóp cực nhỏ luôn, mình sẽ cắt từng kiểm tra từng thông số một để xem chính xác hơn. Đó, mình sẽ để nhỏ như vậy nhá, nhưng mình không để rộng như vậy đâu. Còn chúng ta không quen, chúng ta đang mới vào nghề thì chúng ta tự sẽ đắp ở nhà, chúng ta chưa được quen cho lắm thì chúng ta để rộng một xíu như vậy, chúng ta kéo xuống để nó có sự thay đổi, cái biên độ nó thay đổi nhiều mọi người nhá. Ở đây là phần cắt equalizer của Micro. Ở trong phần này thì sẽ có là gain input cho mọi người ha. Gain input thì trường hợp như là cái mic của chúng ta nó quá lớn, ví dụ như có một số cái đầu receiver nó cho mic không dễ mọi người out âm thanh ra rất là lớn, thì chúng ta phải phần input đây này mọi người, chúng ta giảm bớt nó lại để cho tránh trường hợp bị vỡ in đầu vào mọi người ha. Chúng ta chỉ mới alo rất là nhỏ mà cảm giác âm thanh nó bị vỡ, thì chúng ta cần phải để ý chú ý vấn đề này. Ở trên cục receiver âm lượng của micro á, trên cái đầu thu sóng micro á, nó cũng có âm lượng lớn nhỏ. Ở chúng ta đừng có khi nào chúng ta để maximum, chúng ta cứ để âm cho mình tầm 5-7 số gì đó để âm lại, đừng cứ để maximum nhé. Khi chúng ta để như vậy rồi mà nó vẫn đang còn cảm giác âm thanh đầu vào nó quá lớn á, thì chúng ta sẽ giảm ở phần gain input đầu vào đây, giảm bớt lại cho mình. Ví dụ mình để âm 5 decibel đi. Tiếp đến phần noise gate. Đối với con vang số này thì thông thường mình sẽ để là 65 đó. Chúng ta xì nhẹ, chúng ta thử để mic ở khoảng cách 1 gang đi. Chúng ta thử nói nhẹ, nói xì nhẹ xem nó có bắt hay không. Đó, nếu như để mức này, chúng ta để xa khoảng tầm 1 gang rưỡi như thế này mà nó không bắt là được nha mọi người. Chúng ta xì nhỏ thôi nhé. Cái này thì cũng khó nói, mình phải cân trực tiếp. Đây thì cũng là phần limited. Trường hợp mà khi chúng ta gào quá lớn thì chúng ta sợ, có những trường hợp mà mấy bạn chúng ta nhậu rồi á, chúng ta ôm mic chúng ta gào, chúng ta thét, thì chúng ta sẽ phần limited chúng ta để âm lại, kéo bớt ra lại. Đấy, khi họ hát bình thường, hát chuẩn là kia là âm thanh nó ra ổn, nhưng mà khi họ gào rất là lớn luôn, thằng limited này nó sẽ đè lại, nó sẽ không có, chúng ta sẽ đặt ở ngưỡng nào thì đến khi mà âm thanh đặt ở ngưỡng đó thì limited nó sẽ hoạt động, nó sẽ ép xuống, nó sẽ không cho âm thanh của chúng ta bị vỡ. Đây là phần micro này cũng khá dài mọi người ha. Rồi micro á, hồi nào mình quên nói, micro đầu tiên để mà làm chúng ta phải tắt effect đi, chúng ta phải làm tiếng mic thô trước. Khi nào chúng ta cái tiếng mic phô mà tiếng mic mà không có echo để vượt á, tiếng mic khô mọi người ha, chúng ta tắt hẳn effect đi. Đó, để chúng ta thử để chúng ta set up. Đó, khi nào chúng ta làm với tiếng mic phô nó chuẩn rồi, nó ok rồi á, khi đó bắt đầu tiếp tục chúng ta sẽ phối echo reverb vô. Đó,